Hoan hỉ đón chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Tử vi năm 2020 của tuổi Canh Dần dự đoán năm nay sẽ tương đối yên tĩnh cho bạn, sẽ thực tế hơn. Điều này có thể giúp bạn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Mệnh chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950, nạp âm ngũ hành là Tùng Bách Mộc, phần lớn là người thoải mái, tính tình cương trực, lúc trẻ tiền tài khó tụ nhưng về già tương đối đủ đầy. Năm Canh Tý, nạp âm ngũ hành là Bất Tượng Thổ, Mộc Thổ xung khắc nên mệnh chủ cần phải chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới gan. Ngoài ra thì trong việc đi lại, thể dục thể thao, mệnh chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn để tránh bị chấn thương liên quan tới gân cốt. Canh Dương Kim gặp Canh Dương Kim là Tỷ Kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong năm Canh Tý này thì những mệnh chủ tuổi Canh Dần cần phải đề phòng chuyện tranh chấp trong gia đình. Ngoài ra, cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh sa đà vào công việc, học tập, khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Tổng quan vận hạn của tuổi Canh Dần sinh năm 1950 trong năm Canh Tý 2020. Tuổi Canh Dần nam mạng trong năm 2020 là 69 tuổi, bị sao Văn Hớn chiếu mạng, hạn Thiên La, đàn ông gặp sao Văn Hớn chiếu mạng làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt phòng thương tật ốm đau, nóng nảy mồm miệng gặp tai hình, kiện thừa bất lợi, nhất là vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên, khó nuôi gia súc. Gặp hạn Thiên La thì chủ về ốm đau không khỏi, bệnh đều do quỷ ma quấy phá làm ảnh hưởng tới sức khỏe học hành không được tốt. Sao chiếu mệnh và vận hạn của năm 2020 đối với tuổi Canh Dần sinh năm 1950 nữ mạng. Nữ mạng trong năm 2020 là 69 tuổi, bị sao La Hầu chiếu mạng, hạn Huỳnh Tuyền và vận niên thử quy điển. Sao La Hầu chủ về điềm giữ liên quan đến ăn nói thị phi, tai nạn hay là luật pháp công quyền. Ngoài ra thì bạn cần phải chú ý các bệnh về tai mắt, máu huyết khiến cho hao tài tốn của. Tử vi năm 2020 của Canh Dần sinh năm 1950 nữ mạng sẽ xấu nhất là vào tháng 1 và tháng 7 âm. Hạn Diêm Vương chủ về mất mát tiền bạc, gia đạo bất hòa, nhưng nếu nữ giới sinh đẻ thì sẽ có lợi. Nếu gặp hạn Diêm Vương mà mưu cầu làm ăn buôn bán sẽ có được tài lộc. Phương án kích hoạt cùng tài lộc cho các gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Phương án thứ nhất đó là chọn hướng nhà, cửa hàng và văn phòng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng và cửa hàng khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm phải kim lâu, hoàng ốc và tam tai hay không và có hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý gia chủ 71 tuổi, theo cách tính từ trước tới nay thì trong năm này mệnh chủ sẽ phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ Canh Dần sinh năm 1950 là 71 tuổi nên không phạm phải hoàng ốc. Xét đến tam tai thì nam gia chủ Canh Dần sẽ cần phải tránh các năm tam tai Thân, Dậu, Tuất. Vì vậy năm Canh Tý này thì theo cách tính tam tai gia chủ sẽ không phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên nếu muốn xây dựng mới, gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 nam mệnh sẽ không nên đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn tiến hành xây dựng mới, cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Với nam mạng thì sẽ thuộc cung Khôn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh. Vì vậy, sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Tây Tứ Trạch, đó là hướng Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Ngoài ra, sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu của Đông Tứ Trạch, đó là Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Đối với nữ mạng Canh Dần 1950 sẽ là cung Khảm, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt của Đông Tứ Trạch, đó là Bắc Phục Vị, Đông Thiên Y, Nam Diên Niên, Đông Nam Sinh Khí. Ngoài ra, sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch, đó là Tây Họa Hại, Tây Nam Tuyệt Mệnh, Tây Bắc Lục Sát, Đông Bắc Ngũ Quỷ. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà phạm họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt hao tài táng lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy,
bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tải tán lộc, tổn hại nhân đình. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tự quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tai nạn, mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm vào lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái lạc hàm, chủ về thị phi, khiến cho tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà dễ gặp phải chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được diên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng tây bắc, tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp đối với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại đông bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, súc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận đạt và viên mãn. Phương án tiếp theo đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, ất hợp với canh hóa kim vào những tháng 1, 2, 4, 7, 8, 12 âm lịch. Vậy nên nếu mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là ất có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi ất như là ất mão, ất hợi 1995, ất tỵ 1965, ất sửu 1985. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc dần ngọ tuất hóa hỏa vào các tháng dần mão thìn tỵ ngọ dậu, tức là các tháng 1, 2, 3, tháng 4, tháng 4 nhuận, tháng 8 âm lịch. Nếu mệnh chủ tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này, cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Tuất sẽ chọn ngày hoặc là giờ ngọ. Và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi ngọ thì sẽ chọn ngày giờ là Tuất. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc mang lại tài lộc may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ vợ con. Tuổi Thiên Lộc của Canh Dần 1950 sẽ là thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Giáp Thân sinh năm 2004, Canh Dần 1950, Mậu Thân 1968, Bính Thân 1956, Nhâm Thân 1992. Do Dần Thân là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Thân. Nếu tiến hành, cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra, dần hợi thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi cho những mệnh chủ tuổi hợi trong trường hợp này sẽ rất cát lợi. Tuổi dương quý nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh cho chồng con. Dương quý nhân của Canh Dần sinh năm 1950 là sửu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Đinh Sửu 1997, Quý Sửu 1973, Kỷ Sửu 1949, Tân Sửu 1961, Ất Sửu 1985. Tuổi âm quý nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ.
âm quý nhân của Canh Dần 1950 là Mùi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Đinh Mùi 1967, Quý Mùi 1943, Kỷ Mùi 1979, Tân Mùi 1991, Ất Mùi 1955. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã thì liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Canh Dần 1950 sẽ là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Nhâm Thân 1992, Giáp Thân 2004, Bính Thân 1956, Canh Thân 1980, Mậu Thân sinh năm 1968. Vị trí cung tài lộc: Thân tại phương vị Tây Nam 247,5 độ, Sửu tại phương vị Đông Bắc 37,5 độ, Mùi tại phương vị Tây Nam 217,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương, thiên địa nhân hợp nhất để bày trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng, cửa hàng nhà mình. Kích hoạt tài lộc năm 2020. Năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên tại các vị trí này, mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn. Két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường thì cần đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường đặt đó là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy, người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi ở trên kênh nhé. Thường thì việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân thủ theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của người dân gian từ xưa tới nay thì cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt, chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn thì sẽ giống như bông hoa, sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh, đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian trong xanh. Cây kim ngân, theo quan niệm của người Đông Phương, là loài cây thu hút tiền tài bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp được may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng, thích hợp trồng trong đất cả về thủy sinh và nhiều kích thước khác nhau, nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân. Trong phong thủy, cây ngọc ngân có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào. Đây là loại cây thích hợp, mang đến may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mắt bắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngoài ra thì ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, giúp hút bụi và các chất độc hại đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến sức khỏe, may mắn và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu trắng vàng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Cuối cùng là việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích, đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn.
Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng với đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.